Bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với những thông tin được cập nhật trong chuyên mục Bạn có biết. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện có rừng triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng trong năm 2015. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ Cần Giờ, thực hiện dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng rừng mới trên hiện trạng rừng phòng hộ cần giờ với diện tích 76,24 ha và bảo vệ phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2015 đến năm 2020, đồng thời thực hiện dự án phục hồi rừng trên đất ruộng muối tại khu vực Hào Võ, tiểu khu 21, rừng phòng hộ cần giờ sau khi được duyệt. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 82,54 hectare tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để triển khai thực hiện trồng mới rừng và quản lý rừng theo quy chế rừng phòng hộ môi trường, các sở ngành chức năng cần thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đối với diện tích 284,74 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại huyện Bình Chánh và 40,01 ha rừng phòng hộ tại huyện Củ Chi. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chăm sóc 10.600 cây trồng thuộc dự án trồng mới và chuyển hóa rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc với diện tích 22 hecta và cây trồng sưu tập thuộc dự án đầu tư xây dựng vườn thực vật Củ Chi. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn chỉ đạo các sở ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện có rừng tổ chức cung cấp cây giống trồng phân tán cho các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và các xã tổ chức lễ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2015. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015 sẽ có 8 công trình giao thông trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh được khánh thành. Cụ thể, 8 công trình bao gồm cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa lò gốm, xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại dinh độc lập, nhà bia liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình Việt Nam, khu truyền thống cách mạng Sài Gòn chợ lớn gia đình, khu tưởng niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và công viên bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bốn công trình được khởi công mới bao gồm tượng đài ASEAN Hòa Bình, hợp tác phát triển đền thờ lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh và xây dựng cầu vượt thép tại nút giao ngã 6 Gò Vấp, nâng cấp đường lương định của và xây dựng bệnh viện ung bướu tại quận 9.